Rồi, hello tất cả anh em. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 10 ô 7 tháng 5 năm 2024 nha anh em. Hôm nay thì em cũng có một khách hàng anh em. Đó thì em quay cho anh em. Thì trước mắt ở đây thì em có cưỡng với sáo nha anh em. Cưỡng con với lại sáo nâu con. Đó thì mấy hàng này đã đứng kèo cứng ngắc hết rồi. Đó, cái này về anh em mua về anh em thả ra, anh em cắt cánh cho anh em thả ra đi vòng vòng là bình thường nha. Đó, cỡ này là ok hết rồi. Cỡ này thì nó rất là khôn anh em. Đó, anh em thuần cỡ này nè. Đó, nó rất là khôn. Đó thì mấy con này thì vẫn còn đút ăn. Đó thì về nó cũng biết mổ sơ sơ hết rồi. Về anh em để cho nó tự mổ cũng được, em cũng có để cái máng sau ở trong đây nè cho nó tự mổ cho anh em á. Đó. Thì con cưỡng nha, cưỡng con thì em bán là 250 một con, anh em nào bắt hai con là 450, còn sáo nâu là 150 nha, sáo nâu là 150 một con. Đó thì anh em xem anh em thích bắt con nào thì anh em cứ bắt nha. Đó rồi, ở đây em còn một ít than con đây, còn hai lồng nha. Đây. Đó, hai lồng than con nha anh em. Đây. Đó. Thì than con em bán cho anh em á là 300 ngàn một con nha anh em. 300 ngàn một con. Đó. Đây. Thì hàng này thì còn đút ăn nha. Đó, nó đã đứng kèo cứng rồi nha anh em. Đó, đã đứng kèo cứng rồi. Thì anh em nào ở gần thì anh em cứ qua bắt 300 ngàn một con. Đó. Không bao trúng máy nha. Còn nếu mà anh em nào mà ở tỉnh đó thì bắt hàng bao trống thì em vẫn có. Ở hôm nay em có ít hàng bao trống nhưng mà số lượng ít thôi nha. Đó. Hàng bao trống là 400 ngàn nha anh em. Đó. Còn hàng mà hên xui á, tỷ lệ trống cao á, là 300 nha. Đó. Còn hàng 400 thì là hàng bao trống thì em vẫn có dây rút đồ bảo hành đồ đàng hoàng nha anh em. Đó. Rồi, ở trên đây thì em có ba con than con anh em. Ba con này thì nó bị do mấy hôm trước anh em nó bị nắng quá, nó bị nắng quá em đút nó bị thiếu nước á, cái nó bị rút cái chân. Đó, nó bị rút cái chân thì hiện tại thì chân nó đứng có một chân, trong đây có ba con. Đó thì có con đứng được, có con cái chân á, một cái chân nó khỏe còn chân kia giống như kiểu nó bị rút á. Đó thì ba con này thì em tặng cho anh em nha. Đó em tặng cho anh em, ăn uống là khỏe mạnh hết nha anh em. Đó về thì anh em chữa sao chữa cho cái chân nó có thể nó đứng lại bình thường, còn không nữa nha. À, cái con mà leo lên đây nè. Đó. Cái con này nè, con này thì tỷ lệ chữa lại là ok. Đó. Còn hai con này thì hơi xui anh em. Đó thì ba con này em tặng nha. Đó, anh em thích lấy mấy con thì anh em cứ lấy ba con nha anh em. Đó. Rồi ở đây em có đất con nữa nè anh em. Đất con nha. Đó. Đất con thì hàng này nó đứng kèo rồi hết rồi nha, đứng kèo cứng rồi hết rồi. Đó về anh em đúc xong anh em tập mẫu tập cám là ok. Đó đất con thì em bán là 200 ngàn một con nha, 200 ngàn một con. Còn lửa đây anh em, lửa đó, lửa này thì 350 nha, 350 một con. Cái này cũng đứng kèo rồi luôn rồi đó, 350 một con nha anh em. Đó. Rồi ok, thì anh em xem anh em thích bắt mấy con thì anh em cứ báo em nha. Rồi ok anh em, tiếp tục em lên tiếp cho anh em. Ở đây em có hai cặp chim chuyền anh em, hai cặp chống mái nha. Đó, cái này thì hai cặp nha. Đây. Con này là con mái nè anh em. Đó con này là con trống nha. Đó. Đây. Đây là một cặp nha anh em. Đó thì cái này anh em nào mà bắt về mà thả AV ghép sinh sản là ok nha. Đó, con này con mái nha. Đó, con này là con trống nha anh em. Con này thì cặp này thì con mái nó hơi nhỉnh hơn sừng con trống xíu nha. Đó.
máy ok nha anh em. Đó thì cái này em bán nguyên cặp luôn nha. Đó, cặp chống máy luôn nha anh em là 600 ngàn nha. Đó, 600 ngàn. Đó, một chống một máy nha anh em. Cái này thì anh em về anh em ghép sinh sản rồi ok. Đó, cặp zin nha. Đó, rồi, cặp này là cặp số 2 anh em. Cặp số 2, cặp chống cặp máy luôn nha. Đó, con này là con máy luôn nè. Đó, con này là con chống nè anh em. Đó, rồi. Con máy nó nhảy sao mà sáng này nó dướng vô cái này nè, cái nó bị trầy nó chảy máu nhưng mà không sao nha anh em, nó không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, đây cặp chống máy nha anh em. Đó thì cặp này em cũng bán cho anh em luôn là 600 ngàn nha. Đó thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Cặp zin chống máy chim truyền nha anh em. Đó, đã chỗ hết rồi nha, chỗ trống với chỗ máy hết rồi. Đó, lâu lắm rồi thì mới có cặp zin nha. Đó, rồi ok. À, để em qua em tiếp quay tiếp mấy cái khác cho anh em nha. Rồi ok, tiếp tục em lên tiếp cho anh em một con khu con cái kinh nha anh em. Đó, con này thì mấy hôm trước thì em có lên rồi. Đó thì cũng có khách chốt, khách qua đồ, khách khách chốt thì khách nói khách bắt nhưng mà không thấy, là lâu quá không thấy bắt. Đó thì hôm nay tiếp tục em đăng lại nha. Đó thì con này thì một mùa nha anh em. Con này thì một mùa đó, con khú của kênh kinh nha. Con này thì một mùa nuôi lên nha anh em. Đó, hót là hót rất nhiều rồi. Đó thì con này được gọi là bên dân nó là vua khú, vua với tất cả loài khú anh em. Đó, tại vì cái thứ nhất là giọng nó được nhiều giọng nè. Đó, cái thứ hai là màu lông nó nhìn nó cũng lạ lạ lắm anh em. Đó, nó cứ chấm chấm đen đen này nè, kiểu mu tiêu á. Đó, ở hai bên má nó là hai cái má cam anh em, nhìn nó cũng rất là đẹp. Thì cái này thì anh em về anh em thả avi hoặc là anh em nuôi lồng thì cũng rất là ok. Đó thì con này em bán cho anh em á 1 triệu nha anh em, 1 triệu nha. Mắt móng mỏ đầy đủ không tật lỗi gì hết nha anh em. Đó, không tật lỗi gì hết. Đó thì con này em bán cho anh em là 1 triệu nha. Ở đây anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Rồi ok, ở đây em còn ít than bổi đây anh em. Đó thì than bổi này chưa cám, đang còn ăn sâu với dế nha. Đó thì cái này thì về anh em nhớ tập cám nha. Đó thì hàng này em bán cho anh em là 200 ngàn thôi nha, 200 ngàn một con. Thì về anh em thả vi hoặc là nuôi lồng là cũng ok, nuôi ngái hót rồi cũng ok nha. Đó, dạ 200 ngàn một con nha. Đó, còn than với lửa thì chắc ngày mai em mới về nhiều anh em. Đó, rồi ok. À, anh em xem anh em thích bắt con nào thì anh em cứ bắt. Đó, rồi cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ em suốt thời gian qua nha. Xin cảm ơn anh em và xin chào.